3, 2, 1. Và đây sẽ là phần biểu diễn của ba vận động viên Việt Nam, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền và Vương Thị Bình. Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền chính là hai trong ba thành viên đã giành tấm huy chương vàng Regu nữ tại SEA Games năm 2017. Thành viên còn lại là Nguyễn Thị Thúy, hiện đã từ giã sự nghiệp vận động viên. Times 3.00 seconds. Tiến của ba vận động viên Việt Nam cũng vừa đúng 3 phút. Chúng ta sẽ cùng chờ số điểm dành cho Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền và Vương Thị Bình. Họ là những người đã giành huy chương vàng tại SEA Games năm 2017. Chính xác thì Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền là hai trong ba thành viên đã giành huy chương vàng. Thank you, our winners. Vàng đã thuộc về các vận động viên của Việt Nam, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền và Vương Thị Bình. Ba vận động viên của chúng ta đã giành huy chương vàng nội dung regu nữ. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của Pencastilat Việt Nam tại SEA Games 31 lần này. Đây là đã có một chút áp lực với Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền khi mà họ chỉ có được tấm huy chương bạc ở nội dung ganda. Nhưng bây giờ thì họ đã có được huy chương vàng sở trường regu. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của Pencastilat Việt Nam tại SEA Games 31 lần này. Có những giọt nước mắt đã rơi. Thi đấu trên sân nhà bên cạnh sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả cũng là một áp lực rất lớn với những
Thị Huyền và Nguyễn Thị Thu Hà, hai vận động viên đã thi đấu hai trận chung kết trong ngày hôm nay.